Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều phương tiện thông tin phản ánh một số công ty đã thu gom rau ở chợ, đưa về đóng gói, dán nhãn Việt Gáp rồi bán cho siêu thị. Tình trạng trên cho thấy hiện tượng vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Rau Việt Gáp, một trong những lựa chọn của người tiêu dùng khi vào siêu thị mua bởi mức giá không quá cao so với rau hữu cơ và được đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm bởi cơ quan quản lý. Tuy vậy, giữa vô vàn các loại rau của các công ty doanh nghiệp, người tiêu dùng khó có thể phân biệt được đâu là rau Việt Gáp, đâu là rau truyền thống. Rau Việt Gáp của mình thì là nó nhìn thì nó sẽ không được ngon non như rau chợ. Rau Việt Gáp mình thì bảo quản và nó sẽ để trong tủ lạnh được lâu hơn. Và rau chợ thì để thì nó sẽ bị nhanh thối. Thời gian qua, dư luận bức xúc khi báo chí phanh phui sự việc rau trôi nổi ngoài thị trường được gắn mác Việt Gáp đưa vào và bày bán cho các siêu thị có tiếng vốn được nhiều người dân tin tưởng. Hệ lụy của việc này là cả một nền nông nghiệp sạch bị tổn thương, người tiêu dùng mất niềm tin, người trồng rau sạch, rau an toàn khốn đốn. Đây là chuyện không thể chấp nhận và vụ việc đã ảnh hưởng lớn đến những đơn vị sản xuất rau sạch đã được kiểm định chất lượng. Như thế thì thực ra nó quá bất công vì cái giá và chi phí sản xuất của rau Việt Gáp bao giờ nó cũng phải cao hơn, chênh lệch hơn ít nhất là từ 7 cho đến 12 hoặc 15%. Hàng tháng bao giờ cũng đều phải có xét nghiệm các cái sản phẩm. Chúng tôi thứ nhất là cam kết là có truy xuất nguồn gốc của Sở Nông nghiệp cấp tem. Thứ hai nữa là chúng tôi là những khách hàng lâu năm của siêu thị và siêu thị người ta cũng cử những cái đơn vị về đây để kiểm tra và thường xuyên. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có tổng số 22 mô hình đã được Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hỗ trợ cấp giấy chứng nhận Việt Gáp với tổng diện tích gần 144 ha, sản lượng 4.600 tấn một năm. Các doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất rau đều đáp ứng các tiêu chuẩn và cung ứng ổn định cho các siêu thị lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tại Hưng Yên, tất cả các tổ chức cá nhân được chứng nhận Việt Gáp hoặc Việt Gáp E đều đã được các cơ quan chuyên môn, các phòng ban chuyên môn của sở giám sát cái chất lượng sản phẩm có đủ tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm hay không. Chúng tôi cũng đều đã tuyên truyền và cảnh báo tới các tổ chức cá nhân nếu mà không thực hiện đúng theo tiêu chuẩn Việt Gáp mà đã được cấp chứng nhận thì sẽ bị thu hồi. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, hiện tượng vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng chưa xảy ra. Tuy vậy, ngành nông nghiệp đã chủ động các giải pháp. Tăng cường cái tuyên truyền, đôn đốc tới các bác là xây dựng thương hiệu và dán tem nhãn mác để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các cái hợp tác xã mà đã được chứng nhận Việt Gáp trong tỉnh Hưng Yên này thì cũng được sản xuất theo chuỗi. Thì trong cái chuỗi đấy thì chúng tôi có hỗ trợ một phần các cái tem nhãn mác cho các bác đấy để dán vào sản phẩm. Rau Việt Gáp, một trong những lựa chọn của người tiêu dùng khi vào siêu thị, bởi mức giá không quá cao so với rau hữu cơ và được đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm bởi cơ quan quản lý. Tuy vậy, hệ lụy của việc rau chợ vào siêu thị sẽ làm những người đã và đang làm nông nghiệp sạch bị ảnh hưởng nghiêm trọng, còn người tiêu dùng mất niềm tin.